tất cả các bạn nha. Thì hôm nay Dương có mua được mấy trái dừa uống các bạn, nhưng mà mình thấy dừa này nó cứng cậy nè, dừa này là dừa sim, nhưng mà mình thấy nó cứng cậy, cái nó ngon quá nên mình chặt lấy cái nước uống xong rồi còn cái cái của nó mình sẽ làm cái món mứt dừa sữa các bạn xem nha. Thì cái cái dừa này mình bỏ các lỗ cho nên mình tiết kiệm, mình lấy lại mình làm món mứt dừa sữa cho các bạn xem nha. Dừa này làm mứt ngon lắm rồi. Vậy. Wow, cái này làm dừa làm vừa là sảy luôn nè. Trái này nhìn bị chăng ăn rồi. Để ăn bên đi. Gì? Ừ, dừa này ngon lắm. Cái này mình bỏ uổng nha các bạn. Dừa này mình mua về cái nó dày quá mình bỏ uổng nè. Lấy cái lại nha. Dừa mà làm mứt muốn mềm á là thấy cứng cạy nha, dừa cứng cạy giống như này, cứng hơn chút nữa cũng được nhưng mà đừng cứng quá, khô quá nó sẽ không ngon nha. Mình mua dừa mình uống xong mình thấy cái nó dày quá ngon quá, mình lấy làm mứt cho cả nhà xem nha. Rồi xong đây. Cái này mình sẽ gọt bỏ cái này nha các bạn. Bây giờ mình gọt bỏ cho bạn xem nha. Thì sau khi mình nạo cho hết rồi mình lấy cái này cái dao gọt này nha. Thì cái này nó mềm mỗi nên mình không có sắc bằng cái dao lớn được nha các bạn, mình sắc nhỏ nhỏ nha. Giờ mình sắc cũng gần xong rồi nha các nhà, còn miếng là xong rồi. Cái dừa này khô khô ăn cũng ngon nè. Cái gì nè ăn có ăn chưa? Có béo mà giờ là sau đây là mình cái này là mình vừa sắc xong nè các bạn. Đó, giờ mình sẽ vớt nó ra nha, mình vừa sạch lại nha, vớt cái gỗ nè. Giờ mình đây sẽ đem để mình để cho nó ráo nước rồi mình đem mình sên đường nha. Để cho nó ráo nước đây. Để tầm chừng 15 phút vậy đó cho này nó ráo nước rồi mình mới đem sơn nè các bạn ơi. Thì vừa mình phơi nó giờ được 15 phút rồi, vừa mình cũng ráo nha các bạn. Giờ mình đem vô mình sơn đường nha. Thì như đây mình sẽ sơn 400g đường nha các bạn. Rồi mình đảo đều lên nha, trộn đều lên. Nếu mà bên ngày bình thường thì mình sẽ để thêm ống vani nữa cho nó thơm, nhưng mà này dịch giả quá mình không có đi ra ngoài được cho nên là không có để thêm vani nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ ra ngoài phơi các bạn ơi.
cho nó thấm đường nha. Mình để lên trên đây mình phơi lại tiếp nha, trời cứ không có nắng hung. Nói chung là cũng hơi tạm tạm thôi chứ giờ không có nắng hung, bây giờ mình phơi thêm 15 phút nữa. Rồi chút xíu nữa mình sẽ chế biến mình quay tiếp nha cả nhà. Giờ được nửa tiếng rồi nha, do trời mưa mình lấy vô thì cái này là cũng được rồi. Thì giờ mình bắt đầu mình để lên bắt lửa là mình sên nha cả nhà. Thì như đây mình sên một lần một rồi nha. Mình cứ sơ sơ, mình sơ về hoài chừng mà nó khô lại luôn, cho nó sôi lên mình sẽ bắt lửa nhỏ lại nha. Này là thấm, nó thấm đường vô á, cái cọng dừa nó trong veo luôn các bạn. Đó, nè. Thấm đường vô cái cọng dừa nó trong luôn nè. Thì nó sôi lên cả nha. Đó. Nó thấm đường nó trong cái cá dừa lại nè. Rồi thì giờ cái chảo múc dừa của mình nó cạn nha cả nhà, thì bây giờ mình để lửa nhỏ để mình sơ nha, mình chảo đảo cho đều cho nó đừng có bị khét nha, mình ngưng lại là nó không đều, nó khét chỗ khét chỗ không khét nha. Mình đảo nào mình thấy nó lên bột là được đó, nó khô lại nó lên bột luôn là được đó. Này là sắp được rồi đó, tầm 5 phút là ok. Cái khúc này là cái khúc quan trọng nha các bạn phải đảo liên tục nha, nó gần khô mình đảo liên tục cho nó khô nha, mình để thành nó đóng lại. Xíu thôi, xíu thôi, ok rồi. Đây, đây này sắp được rồi. Đó, nó khô nó bong lên rồi đó. Nãy nó chín chùm, giờ nó khô nó bong lên. Ngon không? Quá trời thơm.
Rồi chuẩn bị cái hộp hoặc là cái bọc để mình để cho nó nguội, là mình để vô nữa là vừa là để dành ăn luôn, rất là lâu nha, này ăn được nửa tháng 20 ngày luôn nha, một tháng luôn cũng sao. Đây là những cái trái dừa mà mình mua mình uống rồi xong rồi mình lấy cái là mình làm mứt dừa sữa rồi các bạn, đó bỏ phí không, bây giờ mình làm được thành ra cái một cái sản phẩm rất là ngon. Rồi bây giờ là ok rồi đó. Đây các bạn, mình gấp cái dĩa nha. Đó. Rồi đây cả nhà, thì cái dừa mình mua về mình ăn xong rồi mình còn cái mình thấy dừa cũng cay, mình xách ra mình làm mứt dừa sữa nha cả nhà. Đây đây cái mức nãy giờ mình chế biến nha, đó mời cả nhà dùng dương này cả nhà, rất là ngon nha, nó mềm, nó mềm chứ không phải giống như dừa khô nha, nếu mà dừa khô làm cứng lắm, cái dừa này làm nó mềm mà nó béo lắm nha cả nhà. Cả nhà mà có mua dừa vậy đó mình thử làm giống dương ăn thử rất là ngon, để lâu được nha. Rồi bye bye cả nhà nghe, hẹn lại cả nhà clip sau nha cả nhà ơi, bye bye.